Bộ Công Thương vừa có văn bản số 6327 gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc dầu Nghi Sơn và Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn yêu cầu duy trì hoạt động sản xuất ổn định của nhà máy lọc dầu, tăng công suất tối đa để có thể cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Bộ Công Thương cũng yêu cầu hai nhà máy lọc dầu có biện pháp hỗ trợ giao nhanh hàng cho doanh nghiệp đã đặt mua theo hợp đồng đã ký, sử dụng nguồn hàng dự trữ để hỗ trợ cung ứng cho các đầu mối không có hợp đồng với nhà máy, đồng thời bán hàng tại các khu vực bị thiếu cục bộ để kịp thời bổ sung nguồn hàng cho các cửa hàng bán lẻ. Về diễn biến của thị trường xăng dầu, theo Bộ Công Thương, hiện nguồn trong nước đang chiếm 70-80%, nhập khẩu 20-30%. Nhưng gần đây, nguồn cung từ nước ngoài về Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Trong quý 3/2022 đến ngày 20 tháng 9, sản lượng nhập khẩu giảm khoảng 40% đối với xăng, giảm khoảng 35% đối với dầu DO so với quý 2/2022. Để đảm bảo nguồn cung trong mùa cao điểm cuối năm, Bộ Công Thương cho biết đang khẩn trương xây dựng chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về hạn mức tín dụng, lãi suất ưu đãi, nguồn ngoại tệ nhằm giúp giảm chi phí tài chính, tăng nguồn lực để nhập khẩu, mua xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước cũng như nước ngoài, đảm bảo cung ứng xăng dầu cho thị trường.